Mến chào quý vị thính giả. Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối nay Trinh xin gửi đến cho quý vị truyện ngắn Cô thơ của tác giả Thế Lữ. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. mấy tiếng chim hót sau vườn dài và trong trẻo tâm đứng dậy mở cửa trong ra ánh bình minh có một vẻ đẹp khác thường sau mái trùng núi biết những vườn cây hỗn độn trong sương hồng tía là những hình ảnh mới lạ như ở tận đâu đâu hiện lên đêm vừa rồi ruộng lúa và đồi núi chung quanh sạch sẽ như mới gột rửa tâm vương vai sung sướng thay lòng cởi mở ra trước cái buổi sáng rực rỡ tốt lành kia anh lấy áo trắng dài mặc cho đỡ lạnh rồi chạy lên phía đồi cạnh nhà miệng nở tươi tâm hồn phơi phới thân thể khoan khoái được tắm trong thứ gió dịu ngọt và tịch mịch của cảnh thiên nhiên này anh không đi trên lối đường đất nhỏ cứ lăn băng để cho đôi guốc dẫm tan từng đám mảng nước chăn trên nền cỏ non đế guốc mọc trắng phao vì được chùi sạch trên tấm thảm xanh đậm ướt đứng trên đỉnh đồi tâm nhìn xuống làng nưa tóc bé nhỏ trong đám cây lá chen xích ở giữa quãng đồng rộng mênh mông vài ngọn núi đá xanh lẫn với màu sương trên các mái nhà tiếng gà gáy sót tiếng vịt ngọng ị eo đưa vang đến tai tâm một cái suối nhỏ chảy vờn chân đồi anh nhuyễn miệng cười liếc nhìn bầu trời mỗi lúc một xanh thêm một tươi thắm hơn lên và lắng nghe tiếng nước reo không ngớt rồi anh chạy xuống bờ suối thọc tay xuống tận đáy trong vắt quờ nhặt những đá quỷ đủ cát màu một dòng nước nhỏ chảy rẽ sang một bên tới một cái liều con cách đó chừng ba chục thước dưới liều đưa ra những tiếng kẽo kẹt nhịp theo những tiếng đập êm và điều anh biết đó là một cái cối giả gạo chạy bằng sức nước như anh thường thấy ở đây tâm chạy lại đứng bên liều chăm chú nhìn cái máy móc cổ sơ kia và ngẫm nghĩ đến cái đời thong thả bình thường của người thổ thật là một đời giản dị mà sung sướng, sản vật thiên nhiên dồi dào, sự cần dùng cũng ít, công việc cày cấy không vất vả lắm, rồi đến lúc được thóc thì đã có suối nước đánh giả gạo hộ người. Anh lại gật gù và hứng khởi đầy lòng, anh lẩm bẩm nói một mình bằng tiếng Pháp. Ở đây sự sống mới đáng yêu làm sao? Người ở đây họ có biết là họ sung sướng không? Ồ, những người mộc mạc, những tâm hồn mộc mạc. Bỗng một tiếng gọi đằng sau, khiến tâm quay lại kia thầy giáo thầy giáo đi chơi sớm thế trên bờ suối bên kia một cô gái thổ xinh tươi đang bước lại gần cô mặc một bộ quần áo chàm gọn ghẽ thắt ở ngang lưng trên vai đeo một cái dậu đó là một thứ thúng có hai quai treo ở đầu đòn đằng trước miệng vẫn tươi nở và đôi mắt đen lấy nhịn tâm cũng tươi cười lúc tới bờ suối cô với một tay xuống kéo hai ống quần để lội qua hai chân trắng khoa dưới nước suối như đôi chân ngọc tâm sững sờ không nói cái tiếng gọi đột nhiên lúc nãy cái thân hình kiều diễm với khuôn mặt sáng sủa bấy giờ với cái tình thế khác thường anh gặp cô ta trong lúc cả buổi sớm mai huyền ảo dưới sương hồng nắng dịu tất cả mọi sự đều như hoa mỹ văng vẽ theo một nhịp thơ thầy giáo vừa rồi nói chuyện với ai thế đôi mắt của cô lại ra chiều hỏi tiếp câu hỏi vừa rồi một câu hỏi yên lặng mà tâm tưởng đoán được ý nghĩa anh cũng mỉm cười đáp tôi đấy à không tôi nói một mình thôi rồi anh lại tiếp luôn tôi thì còn có ai mà nói chuyện với nữa thiếu gì chỉ sợ không có người đáng được nói chuyện với thầy giáo thôi câu ấy khiến tâm thấy êm cả tâm hồn anh biết rằng đấy là khởi đầu một câu chuyện thơ ngay êm đềm tự đó vang dậy những cảm tình mang mát nhẹ nhàng và chân thực anh chân thực trả lời không cô ạ à, tôi lên đây chẳng quen biết ai cả ở một mình cũng chán chỉ ước được một người bạn gái ở chung cho vui người bạn gái à người ấy không biết là ai thầy giáo nhỉ tâm cười và lặng im cô thủ đã sang bờ bên này và đi đến bên cái cối tâm thấy trong dầu có thóc thì hỏi cô đem thóc đến cho vào cối phải không Vâng Em đem thóc cho vào cối đây Em đổi chỗ thóc này Lấy chỗ kia đem về Chắc ông không biết em Em là chị của Minh Học trò ông ấy mà Thế ra cô là cô thơ phải không Vâng Em là cô thơ Nhưng sao ông giáo biết Tôi hỏi chuyện Minh nên biết Trước cô có đi học Sao bây giờ lại thôi Thơ cười nụ Vì em lớn rồi Em thôi học từ năm ngoái Trước khi ông giáo đổi về đây cơ Lớn rồi đi học em thẹn quá Nhưng sao lại thẹn Là vì em thẹn Câu chuyện cứ dớ dẫn như thế Nhưng cũng làm tâm ngây ngất lòng Anh thấy cô thủ cười nói tự nhiên Và vì thế vẻ đẹp cô lại trong sáng thêm Nên không e ngượng như lúc mới gặp Anh say sưa khen Cô thơ Cô đẹp quá Thơ không đáp Cúi xuống dựng cần cối lên đổi mẹ thóc Một lát sau cô đứng lên cô nhìn tâm và hỏi ông vừa nói ông muốn có bạn gái cùng ở với ông à thế mà em cứ tưởng ông chỉ muốn ở một mình thôi sao cô lại tưởng thế cô thơ vì em chả thấy ông vào làng chơi bao giờ cũng chả thấy ông cười nói mấy khi em vẫn biết là ông là thầy giáo của mình em cũng trông thấy ông luôn nhưng em thấy ông trong trang nghiêm quá bây giờ em biết là không phải thế em đến ở với ông nhé có được không Tâm như được một lời hứa hẹn ân ái Mừng rỡ quá Vội đến gần để tay lên vai cô ta Người thiếu nữ gỡ ra nhấc dầu thóc lên Rồi bước về phía bờ suối Chạy theo gọi Kìa cô thơ, cô giận tôi đó sao Không, em không giận ông cháu đâu Nhưng cô đã lội qua suối Và thoăn thoát đi xuống làng Không quay lại nữa Sương sớm đã tan gần hết Nắng hồng đã vàng tươi Trên những thửa ruộng xa xa một vài người thủ đang lom khom da mặt khoe đào trên những bộ quần áo phơi màu mới lòng tâm rạng rỡ những tình yêu một thứ tình mờ ảo như buổi gặp gỡ trong sương mai đẹp đẽ như ánh nắng ấm dịu anh lững thững bước về không muốn tìm hiểu những cử chỉ lạ lùng của cô thơ vì anh mong và tin chắc rằng anh sẽ được gặp thơ nhiều lần nữa cái tâm hồn người con gái thổ anh đã hiểu Họ là những tấm lòng lúc nào cũng sẵn sàng rung động vì sự yêu đương. Tình yêu của họ là thứ tình đậm đà thấm thía, giản dị và chân thực. Họ như những người khác nguồn ân ái, thèm những lời thơ mộng não ruột và chỉ đợi dịp để gợi những thứ tình cảm êm đềm trong lòng người con trai. Tam vẫn nói với các bạn hữu ở vùng suối rằng Cô gái thổ là cả một bài thơ mộc mạc và trong trẻo đấy. Cả ngày hôm ấy, tuy anh bận dạy học, nhưng trong trí lúc nào cũng mơ tưởng đến hình ảnh cô thơ. Đến chiều tan học về nhà, tâm sửa soạn để định đi vào trong làng, có ý mong cho sự tình cờ lại xuôi mình được gặp người thiếu nữ. Bỗng nhiên lúc bước ra, anh thấy thơ hiện ngay đến ngoan ngoãn và lẳng lơ như một cô tình nhân. Tâm cầm lấy tay thơ, vừa hỏi vừa vồn vã. Cô thơ, sao sáng nay cô giận tôi thế? Không, em không giận ông giáo bao giờ. Sáng nay em vội về thôi, bây giờ em đến ở đây với ông nhé ông có cho em ở không tâm chỉ cầm lấy hai vai cô không trả lời thơ nhẹ nhàng gỡ ra đi xem xét khắp phòng tâm hỏi từng thứ đồ vật và lật cuối lật chăn lên xem sau cùng cô ngồi hẳn vào giường nghiêng đầu nhìn tâm ông ông cho em ngủ đây nhé tâm cười tùy cô cô thổ ngã lưng xuống nũng nịu như đứa trẻ rồi lại ngồi ngay lên ông ngồi xuống đây với em đi ông tâm đến ngồi bên vuốt ve cô âu yếm nói em thơ dạ bây giờ ta gọi nhau là anh em cho thân rồi em ở luôn đây với anh nhé thưa anh vâng nhưng tâm thấy thoáng vẻ buồn thương trong đôi mắt trong sáng ấy tâm hỏi cô mỉm cười lắc đầu nói là không có gì cả rồi thở dài một tiếng rất ảo não cô chạy đến bên cửa nhìn ra ngoài trời tối dần và tối rất mau như những ngày gần rét anh trăng non đã giải mẫu lạnh sáng lên những khóm dâm bụt chạy qua nhà tâm được có người đẹp ở bên mình im lặng để hít thở lấy cái không khí sung sướng rồi anh đem bao nhiêu lời ngọt ngào của lòng âu yếm ra nói với thơ anh say sưa mang mát như chính những câu ái ân của mình đến ru lòng mình đến vuốt ve mình bỗng để ý đến đôi mắt đăm đăm của thơ anh thấy đôi mắt ấy đầy những lệ trời ơi thơ của anh khóc đấy ư vâng mà sao em khóc em buồn lắm anh ạ à? chẳng biết anh có thương yêu em thật không tâm ôm rõ chặt thơ vào cánh tay cứng mạnh của anh áp má mình vào má thơ rồi dìu thơ trở vào nhà thơ ơi thơ yêu thơ anh yêu thơ nhiều lắm tâm không nghĩ đến những điều ngang trái của cuộc tình duyên thầm kín này bởi vì ở đây luân lý giảng dị của người ta không coi đó là một sự ngang trái yêu nhau thì đến với nhau và đó là lẽ tự nhiên một đôi khi tâm cũng có ý e dè và vì thế trong lúc giáp mặt thơ anh được hưởng cái thú oái âm của những người ăn quả cắm anh mỉm cười tự nghĩ ta đem cái tình cảm văn minh vào trong một truyện ái ân hoàn toàn sơn giả thế này cũng hơi có vẻ một nhà khảo cứu lấy lý luận mà phân tích những câu thơ hồn nhiên đơn giản của phong giao tâm rất nồng nàn trong sự yêu đương thơ thì giản dị và im lặng nhưng trong gian sắc bình tĩnh ấy tâm biết là ẩn một tâm hồn đắm đuối ham yêu tha thiết và chan chứa những tình tư lãng mạn ngây thơ từ lúc đã quen nhau thỉnh thoảng cô lại đến thăm tâm ở nhà riêng và chọn những giờ tối vắng người qua lại lần nào cũng thế trước khi bước vào cô còn đứng nán lại nhìn qua khe cửa để xem tâm ngồi đọc sách hay soạn bài dưới ánh đèn thơ ưa đến một cách đột ngột nên tâm không bao giờ biết trước mà chờ đợi cửa mở cô ta lệ làng bước lại gần bàn giấy chào tâm một câu khẽ rồi bỏ khăn bỏ áo ngồi xuống giường lần nào tâm cũng lộ hết sự vui mừng anh đứng lên cầm lấy hai tay cô để vào ngực mình nói những câu sôi nổi say sưa khiến người con gái dương mắt nhìn anh như không hiểu gì hết thơ đưa tay vuốt tóc anh vịnh tay anh kéo ngồi bên cạnh và khi thấy cử chỉ âu yếm của anh đã dịu mới bắt đầu thuật chuyện cô nói dối nhà để đến với anh hôm nay em bảo em đi chơi hương bên nhà chị tươi hôm nay ăn cưới bên làng nhưng em không đi hoặc một câu tương tự như thế rồi cô lại bảo anh anh kể chuyện đi nhé anh kể những chuyện anh vẫn kể cho em nghe đi nào em thích nghe những lời ân ái của thơ bao giờ cũng chỉ có ngần ấy câu mà tâm nghe lúc nào cũng vui tai và có vẻ mới lạ anh đem hết nỗi lòng ra nói với người thiếu nữ mà mỗi ngày anh thấy một yêu dấu hơn lời anh toàn là những lời êm dịu chân thành anh dịch ra bằng thứ tiếng thủ gọn gàng nhưng tươi đẹp Thời nhắm mắt lại để nghe im lặng một cách trầm ngâm hoặc xe sẽ rùng mình lên thu nhỏ người áp má vào cánh tay anh Tâm thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống thấm lên áo Anh hỏi Thờ của anh khóc đi ư Thì bao giờ Thơ cũng trả lời bằng câu Thưa anh Vâng Mà tại sao em khóc hả thơ Tại em buồn Như không lần nào thơ nói rõ vì sao thơ buồn Dù anh có căng vặn hỏi Có lần tâm nói mãi Thơ mới dùng những lời bóng gió Thường sẵn thấy ở các câu hát tự tình Và trả lời tâm Em buồn vì em thấy buồn Vì em thấy anh yêu em vì em nghĩ rằng những lá cây mùa xuân trên rừng Xanh tốt ít lâu rồi cũng rụng héo Mà em được yêu anh Cũng chỉ giống như thế thôi Anh viện các lẽ để tỏ lòng yêu dấu Không cùng của anh Anh tìm hết lời say đắm Để an ủi thơ Anh chọn những câu thề thốt Chặt chẽ nhất để chứng thực lòng anh Nhưng thơ vẫn thế Giữa lúc gần gũi anh Hoặc sau cuộc ái ân Hoặc đang lúc tự tình trầm thắm Bỗng nhiên không vì sao cả thơ sinh ra ủ rũ gục xuống vai anh khóc và biếu chặt lấy anh một cách đau đớn vang lơn tam trước còn cho đó là một cách nũng nịu một lời xúc động của những tấm lòng giàu tình cảm ủy mị và mơ hồ nhưng sau anh cũng phải lấy làm lạ một hôm anh vuốt tóc thơ mà nói em thơ ạ à, anh hiểu tại sao em buồn rồi cơ thơ dương mắt yên lặng hỏi tâm anh nói tiếp anh chắc tại thơ không muốn anh yêu thơ như thế này mãi Thơ muốn cho anh kết duyên với em lâu dài Nghĩa là Nghĩa là anh cũng muốn thế Anh ở đây vắng vẻ một mình Quê quán anh Anh cũng không tưởng đến nữa Vì anh không còn thân thích nào Cảnh thượng du với lòng yêu của em Đã giữ anh rồi Đã là sự yêu đương thiên liêng của anh rồi Em có hiểu không Nghĩa là anh không tưởng đến bao giờ Nỡ bỏ em Anh là bạn em Là chồng em Anh sẽ hỏi em làm vợ tâm chưa nói dứt lời thơ bỗng nước lên khóc mấy tiếng rồi ngồi thẳng dậy vội vã sợ hãi đội khăn mặc áo rồi không để cho tâm kịp hiểu cô ta vùng chạy ra ngoài lòng một người con gái thổ sao mà phức tạp đến thế kia ư tâm vẫn tự hỏi câu đó trong khi chờ đợi thơ đến để hỏi lại cho rõ ràng anh đã nhất định tìm hiểu cho bằng được nhất định không để cho thơ còn có những cử chỉ lạ lùng như thế nữa và bắt đầu thấy quyến luyến, thấy yêu chân thực và thấy lòng trống trải vì vắng bóng thơ. Nhưng thơ không trở lại nữa. Bao nhiêu tuần lễ ủ rũ, u ám, tâm đi thơ thận các nơi gần đó. Sau những giờ học, nhưng không thể nào gặp được thơ. Anh đến chỗ cối giả gạo, là nơi gặp gỡ ban đầu. Anh quanh quẩn ở gần làng. Anh hỏi dò Minh là em thơ, học ở lớp anh một cách kính đáo. Nhưng điều vô ích. Thơ không đến nữa. Không để anh gặp nữa. Và hình như không còn tưởng gì đến anh Tầm bây giờ mới nhận thấy Cái mênh mông của sự buồn thương Thay đổi đau đớn giớ tiếc Của lòng yêu đương Và thấy lời nói anh dùng để an ủi thơ hôm nào Chính là lời rất thành thực Anh nhắc đi nhắc lại Ô hay Thay ra mình đi mê một người con gái thổ ưa Một người thổ Mà cũng làm cho mình buồn tuổi đến thế được ưa Vô lý thật Mùa đông tới vội vàng đem lại tất cả cái lạnh lẽo buồn tẻ ở nơi chỉ có những rừng núi này mưa phùn bay mù mịt dai dẳng phủ kín cả cảnh vật những ngày u ám phóng lên nhau ngày nọ nhắc lại màu thảm đạm của ngày kia trên mấy quãng đồng nước dải trắng xóa giữa những vườn cây âm tối nặng nề những già trong các thôn xóm đều im lặng trong mưa và dư so ro lại vì rét được một ngày chủ nhật tạnh ráo ta mặc áo ấm mở cửa ra đi. Hôm ấy ta mới thấy trong người hơi nhẹ nhàng và mừng rằng anh đã có cách ruồng đuổi hình ảnh thơ vẫn vấn vương trong tâm tưởng. Bầu trời không có một tí mây nào, không tí trong sạch khiến những cây cỏ không sai lạc màu đi như mấy ngày mưa. Nhưng gió ẩm ẩm thổi mạnh trong các rừng cây, xiết qua mặt người và khi lạnh thấm vào tầng da thịt. Tâm đi bích tất tay, và kéo cổ áo lên bước nhanh trên mặt đường, bắt đầu khô ráo, rồi mạnh bạo bước theo phía đàn lan. Đến một cái cầu con, hai bên giống gỗ đóng thành lan can, anh đứng lại tựa vào một bên và lấy thuốc lá ra hút. Trong khu vườn gần đấy, có tiếng chặt cây đưa ra, tâm liền tìm lối đi vào chỗ đó. Giọng nói chuyện vui vẻ của hai người thiếu nữ khuất sau một bụi cây lớn, khiến anh vừa lạ vừa mừng. Tiếng ai như tiếng của em thơ, anh nghĩ bụng thế, rồi lại dấn bước lên thì quả đấy thơ đang ngồi trên một cái cây lớn mới bị chặt đổ bên một đống lửa bốc cao thơ đang vừa khêu lửa cho cháy to thêm vừa nói chuyện với người bạn gái đang chặt một canh củi mặt thơ bên ánh lửa trong hồng hào đẹp tươi tắn tâm đứng lặng mắt bao bọc lấy tấm thân yêu quý ấy lòng hồi hộp như trước một nhan sắc mới gặp gỡ lần đầu anh đứng ở một chỗ khuất đến hơn 5 phút, không dám cử động mạnh, hình như sợ rằng thơ sẽ biến đi. Rồi anh rón rén bước lại gần, nhẩm tìm một câu gì để nói cho khỏi đột ngột. Bỗng một tiếng cành cây gãy rắc dưới chân anh. Thơ quay lại nhận ra anh, kêu lên một tiếng rồi vùng chạy. Cô lách qua những rừng cây dây leo, chặn chịch, nhẹ nhàng như một cái bóng và bỏ anh một quãng xa. Tâm cố hết sức đuổi theo, ra khỏi khu rừng đến một nơi thung lũng thẳng và rộng thì anh thấy người con gái chạy rẽ về một lối tắt rồi sau cùng dọc quá lăn mình lên một đống rơm phơi khô tâm chạy ngay lại đó thì người con gái ngồi dậy buộc lại cái khăn sổ nhìn anh bằng đôi mắt vang lơn sao ông cứ theo đuổi em mãi thế ông tìm em làm gì nữa đôi ta còn có duyên gì nữa đâu trời ơi sao thơ lại nói thế thực đấy ông ạ à, ông quên em đi là hơn bởi vì số em chỉ biết được ông có thế thôi mà tại sao lạ lùng thế thơ người con gái quay mặt đi không nói anh cầm chặt lấy hai tay cô giọng tha thiết sao em nở tệ với anh thế em không biết rằng vắng em anh khổ anh buồn biết chừng nào ư em không biết bao lâu này anh chỉ tìm em anh chỉ mong gặp em mà em thì không em biết lắm chứ em biết ông vẫn ra chỗ có giả gạo là chỗ ta gặp nhau hồi nọ vì lúc ông ra đấy Em cũng có ở đấy Nhưng em không muốn ông trông thấy em thôi Mà sao lại thế hở thơ Tại Ta không thể gặp nhau được nữa Đáp lại lời căng vặn của tâm Cô thủ chỉ rưng rưng nước mắt Anh không hiểu và cũng không biết Nên làm gì Những câu nồng nặng của anh xem ra Cũng không thể yên ủi được người thiếu nữ Sau cùng gỡ tay anh ra cô nói Thôi ông về đi Rồi chiều nay em sẽ đến nhà ông Vâng Ông về đi Đừng đứng ở đây Tâm trực kéo cô vào lòng Nhưng cô lắc đầu Không Ông đừng hỏi gì em nữa Cả buổi chiều cha lành ấy Sự chờ đợi đã làm lòng tâm ấm áp hẳn lên Anh thắp đèn trong nhà được ngót nửa giờ Thì thơ vui vẻ bước vào Ăn mặc gọn gàng Và trọm dáng hơn mọi bận Thơ ngoan ngoãn để cho anh vuốt ve Rồi nói Anh à Tại sao anh yêu em quá thế anh coi em như người bạn gái thường có được không chúng ta thân yêu nhau một ít lâu rồi ngày kia ta xa nhau ta đừng yêu nhau nữa như thế có hơn không em thấy anh yêu em nhiều em sợ lắm tầm hỏi sau thơ lại sợ kỳ quặc thế thì cô ta chỉ lắc đầu mỉm cười nhưng ngoài sự lạ lùng ấy ra thì thơ vẫn tỏ ra mình âu yếm dịu dàng và đối với người bạn trai có một lòng chân thực trong sự ân ái sau cùng cô rỉ tay tâm nói nhỏ Anh yêu em thật lòng nhé Vì em chỉ gặp anh được lần này nữa thôi Không, anh đừng hỏi em Anh cứ yêu em thôi Đêm hôm xưa Em thấy anh nói anh muốn lấy hẳn em Làm vợ anh Em biết anh đối với em đã có tình nặng lắm Cho nên em khổ Em chỉ muốn hãy lúc nào em không gần anh Thì anh quên em ngay Chúng ta đừng thề thốt gì với nhau Thỉnh thoảng em lại đến với anh để được nghe anh nói những câu em rất thích nghe Duyên ta Em chỉ muốn có thế thôi Nhưng anh lại muốn lấy em làm vợ Anh yêu em quá Chỉ làm cho em thêm tuổi Vì bây giờ Vì đã lâu Thơ nghẹn ngào nói càng nhỏ Vì đã lâu Em đã có chồng rồi Lúc ấy Tâm mới tỉnh ngộ ra Anh cảm động vô cùng Anh hiểu sự yêu đương trong lòng người con gái thủ lắm đó là sự khao khát những lời ngọt ngào, đẹp đẽ, những cái vuốt ve êm dịu, những tình tứ yên lặng và những tiếng thở dài thấm thía nồng nàn. Bao nhiêu điều đó, một người con gái thủ không thấy trong đời sống mộc mạc với chồng và phải đi tìm trong những lúc gặp gỡ tình cờ, ở các chốn hội hè hoặc ở những cuộc tình duyên thầm kín. Tính lãng mạn hồn nhiên là bản tính của người đàn bà thổ khi còn xuân sắc. Tạm thấy nó thực thà ngây thơ và có những thi vị mang mát như cảnh đẹp của núi rừng. Tâm mỉm cười theo đuổi ý nghĩ riêng và ôm người thiếu nữ trong cánh tay, lẩm bẩm nói bằng tiếng Pháp. Ô, con chim xanh bé nhỏ của lòng tôi, tôi yêu cái tâm hồn rất chất phát nhưng rất văn vẻ của em, tôi yêu em hết sức. Hai mắt của thơ tròn xoe đen lấy, nhìn tâm ngạc nhiên, ra ý hỏi. Anh nói cái gì thế? Anh tâm. mến chào quý vị thính giả quý vị đang nghe truyện ngắn a thông của tác giả thế lữ truyền được phát trên kênh cô trinh khôi giang tỉnh dậy thần trí bàng hoàng một cách khoan khoái và thấy toàn thân như ở thinh không vừa rơi xuống trên một thương niệm lông tuyết dịu dàng lúc ấy đã về chiều chàng nằm ngủ trên đồi cỏ êm mềm và sạch như tấm thảm nhung tơ dưới bóng một cây thông xòe tàn lá thấp trên cao bầu xanh trong vắt một đoạn mây trắng đang lững thững kéo lên tướng phía chân trời một hơi gió nhẹ lướt đưa qua đem tới những hương vị xanh mát của muôn nghìn hoa lá hai cánh mũi chàng mấp máy miệng nở một nụ cười sung sướng chàng hít thở một hơi dài và mạnh rồi liêm diêm mắt tắm mình vào trong sự yên lặng thanh khiết của nơi cảnh vật mong mên chàng nghĩ đến hà nội đến cái thành phố ở dưới chàng và cách xa chàng biết bao trục núi non hà nội với những đường phố chật hẹp với những mái nhà chen xích náo động trong bụi cát và mệt nhọc trong đời làm than chàng nhớ đến những ngày cặm cụi vất vả của chàng để cho lòng sung sướng thêm thôi, bây giờ thực chẳng thoát thân rồi. Những lúc dày vò tâm trí ở trong tòa soạn, giữa những chồng báo chí vang ầm những tin tức dữ dội, độc ác, ti tiện, những lúc đau khổ, chàng thấy lòng khô khan yếu đuối, không đủ sức diễn đạt những tình ý tươi thắm trong những đoạn văn vội vàng. Với những hồi căm giận về sự hiểm khích của người ta, về sự nhỏ nhen đố kỵ của những thứ tài chưa chính, Bao nhiêu cái khổ ấy Bây giờ không còn trong lòng chàng nữa Đã xa Đã khuất Đã lẫn lấp dưới đám bụi cát chôn thị thành Chàng lại mỉm cười thầm Không còn bài tiểu thuyết nào cần phải viết Cho số báo sắp ra Không cần phải đọc những thứ văn tầm thường Của những người chỉ giỏi có sự kiêu hãnh nữa Ở đây tha hồ vui sống Hưởng lấy những vẻ đẹp thuần túy Của nước non Và để cho lòng rung động một cách thư thái Đậm đà hơn còn chim xanh chỉ hót được dưới trời cao xanh Và chỉ hót khi thấy cần phải hót Thấy tâm hồn bát ngát như tràn lan sự khoái lạc Chàng ngồi dậy, hai tay vịnh đầu gối Mặt ngửa lên đón gió Chàng say sưa mà nói lên thành tiếng Những ý vui vẻ của tâm tư Ồ, cảnh vật có biết bao nhiêu sự nhân từ Vì cảnh vật có biết bao nhiêu vẻ đẹp Bao nhiêu vẻ nên thơ Chung quanh ta thực toàn là những bài văn kiệt tác lớn lao Ta chỉ việc mở lòng ra Thu hưởng lấy và ghi chép lấy Chàng ngừng lại để nghe tiếng mình vang trong im lặng Sự im lặng như tăng lên Rồi một tiếng ve Như giọng sáo vang Từ trong một khu rừng vắt ngang dãy đồi xa trước mặt Khôi giang lắng tai nghe ngóng Bỗng một tràng cười giòn giả Réo lên ở đâu đây Khôi giang ngảnh nhìn lại đằng sau Nhưng không thấy gì hết Bốn bề vắng lặng trên bầu trời mây cao nhịp nhàng theo gió đuổi một con chim én đang chập chờn bay khôi còn tưởng như tiếng vang của tâm hồn chàng chàng mỉm cười quay đi nhưng vẫn hơi nghi hoặc một tiếng dê rụt rè kêu dưới chân cỏ rồi lại im lìm khôi thấy cái cảm giác lạ lùng như không phải ngồi đó một mình và đoán chừng có ai quanh quất đấy chàng ngừng lại một lát xe sẻ hút sau miệng rồi chợt quay ngoắt cả người lại phía bụm sim Khôi dương mắt thật to nhìn Một cô con gái đẹp dị thường Vừa nhô lên khỏi đám lá sững sợ đứng đó Và nhìn lại khôi một cách dè dữ Như một con hưu nhỏ Muốn làm quen với người cho ăn lá Khôi hỏi bằng tiếng thổ Cô vừa cười có phải không? Người con gái gật Cô cười xinh quá Những câu nói của tôi lúc nãy Có gì buồn cười đâu Cô ta nhuyễn miệng ẩm ờ nhìn đi Và xe xẻ lắc đầu không phải, tôi có biết tiếng kinh đâu mà hiểu những câu ông nói. Tôi chỉ buồn cười vì ông nói chuyện có một mình. Ừ, tôi nói chuyện một mình đấy. Cô buồn cười à, cô vui tính nhỉ. Tại tôi chả có ai nói chuyện với cả, nên phải nói với mình vậy. Cô có muốn ngồi nói chuyện với tôi không? Muốn, nhưng sao ông nói tiếng thổ giỏi thế? Tôi giỏi để hôm nay nói chuyện với cô. Cô nói chuyện cũng hay quá, nhất là cái giọng nói, nghe trong như nước ngọc. Cô hát chắc hay cô thủ thích chí hai má ửng hồng đến ngồi ngay bên khôi duỗi thẳng chân lên chân khôi rồi nghiêng đầu trong anh cử chỉ nũng nịu và kháo khỉnh cô hỏi khôi ông ở đâu đến đây ở hà nội làm gì ở hà nội làm báo làm báo à làm báo là thế nào khôi chào mày nheo mũi lại một cách khôi hài làm báo khổ lắm ngày nào cũng phải nghỉ để cho có bài để viết cho người ta xem rồi anh cắt nghĩa qua những công việc thường ngày của anh ở Hà Nội. Sáng nào cũng thế cô ạ. À, ngủ dậy là nghe thấy tiếng tấp nập, náo động quanh mình. Mà cái tiếng khó chịu nhất là cái tiếng gõ cửa của người nhà báo đến dục bài. Ở đây không thấy. Ngủ dậy chỉ nghe thấy những lời êm dịu của hoa cỏ. Chỉ nghĩ đến những ý thư thái, thanh khiết và trong lòng không bận một chút lo âu nào. Thấy ông ở đây bao lâu nữa? Ở đây lâu lắm. Ở mãi cũng nên Tôi sẽ làm thơ làm văn ở đây Một cách bình dị Cô thủ gật đầu ra ý hiểu Khiến chàng hơi ngạc nhiên Vì từ nãy đến giờ Những lời chàng nói là để nói cho mình Và tin rằng cô ta không thể hiểu được Cô ta cười Khi thấy Khôi nhìn mình chăm chú quá Trong miệng cười Trong đôi mắt Và trong cả cái khuôn mặt điều rằng tuyệt mỹ ấy Khôi thấy lộ ra một thứ thông minh tươi thắm Ranh mảnh hơn là ngây thơ khôi chợt hỏi tên cô là gì là a thông a thông cái tên nghe quen tai quá hình như nhắc cho tôi nhớ đến một người không nhớ đến một cái tên truyện của tôi một thứ tiểu thuyết mà tôi mới viết a thông nhưng a thông nghĩa là gì thế nhỉ cô thủ đáp a thông không có nghĩa gì hay có nghĩa là a thông thôi nhưng tôi tôi muốn đặt cho nó một nghĩa riêng là chim xanh vì tôi yêu chim xanh bay ở lưng trời Và muốn làm chim xanh lắm Khôi hơi lấy làm lạ Câu nói của người con gái ấy Hoạt bát và hoa mỹ như thơ Cô ta chừng như đoán được ý nghĩa của Khôi mỉm cười hỏi anh Ông làm nhiều thơ lắm phải không? Làm thơ thích lắm Tôi ở đây cũng thế Tôi cũng làm nhiều thơ lắm Nhưng chưa bao giờ đọc cho ai nghe Tôi chỉ đọc cho gió mây nghe thôi Chỉ đọc cho hoa lá nữa bởi vì khi ấy tiếng hát lời thơ sẽ như dựa theo cung đàn thần bí mà tươi đẹp hơn lên rồi cô bỗng nói tiếp anh khôi giang ạ à, có phải hai tiếng chim xanh là hai tiếng nên thơ không chim xanh tức là sự bay bổng là sự tự do trên cõi trời cao là lòng mơ ước một cánh là cả một đoạn thơ tốt đẹp nhất của tâm trí loài người khôi giang không để cô nói hết chàng nắm tay giữ cô lại nhìn thẳng vào tận mắt tỏ ra sự kinh dị hết sức vì câu vừa rồi cô nói bằng tiếng kinh cô ngặt nghẹo cười vĩnh lấy vai chàng và không để cho chàng kịp nói anh lấy làm lạ lắm hẳn mà lạ là phải vì anh không thể ngờ được rằng mộng tưởng có thể thành sự thực được hay khi thành sự thực thì chỉ là một sự yếu đuối kém cỏi không tươi đẹp bằng những hình ảnh trong lòng tôi là người đến làm cho anh đừng ngờ như thế nữa đây anh có nhớ những bài văn anh viết đăng trên báo không anh có biết rằng anh đã tả những nỗi thương mến nhớ mong những cảnh đẹp sơn giả một cách tha thiết chừng nào không và anh có biết rằng những tình ý kia đã động tới lòng một người thiếu nữ tôi có thiên lý kinh trong mắt và có một giác quan lạ ở tâm hồn tôi đọc thấy nỗi lòng anh giữa hàng chữ tôi biết anh là người bao giờ cũng lơ láo trong cảnh thành thị luôn luôn mơ ước được sống trong sự chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kỳ thú của nước non xưa mà nỗi lòng đó cũng là nỗi lòng của tôi đấy tôi cũng là người xưa kia sinh trưởng ở nơi thôn giả và cũng lăn lóc trong gió bụi phồn hoa tôi đã hầu quên được nước non thanh sạch của đời ngây thơ nhưng văn của anh đến nhắc nhủ cho tôi thương nhớ lại cho nên tôi cũng như anh cũng bỏ hết để lên đây ở cũng dựng một gian nhà xinh tươi mà tôi sẽ dẫn anh đến cũng đặt một khối tâm hồn giữa ánh sáng thuần hậu của cảnh trí để cũng được rung động thành những tiếng hát bài thơ rồi tôi đợi anh ở đây ta sẽ ở mãi với nhau tôi sẽ là nàng thơ của anh anh sẽ vì cảnh vật vì yêu đương mà viết nên những khúc thần ca tuyệt mỹ cái đời vật lộn đã khuất hẳn anh sẽ không phải lo âu nữa sẽ sống lại sẽ là con chim ngàn chỉ hát thành tiếng ở giữa trời nước của chim ngàn thôi người thiếu nữ cầm lấy tay khôi dắt anh đứng lên trỏ vào những cảnh bát ngát rộng đầy sự xanh tốt và chói lọi những ánh sáng cô không phải là người con gái thổ nữa cô là hiện thân của một hình ảnh sáng lạng của một nhan sắc mà khôi vẫn mơ trong trí tưởng bấy lâu nay chàng nhắm mắt lại để cho nước mắt trào ra khôi không dám để cho lòng tin những lời êm ái dị kỳ kia nhưng dám tin cái hạnh phúc dội xuống tâm hồn anh trong cái trường hợp lạ lùng ấy. Những lời hoa mỹ, những giọng ly tao ủy mị, một bài văn chương huyền ảo của giấc mơ tưởng kiều diễm và dễ dàng, có phải thế đó chăng? Khôi tự nhủ rằng chàng đang nằm mơ để khỏi thất vọng, nhưng người con gái vẫn du dương nói, chàng nắm cái tay dịu mát, cẩn trọng, cao áp vào mình và nương nhẹ vuốt ve cô như mơn mang một bóng sáng mong manh chóng biến rồi thở dài một cái mạnh anh bừng mắt mở ra khôi đoán không sai anh ôm tồn bảo người gõ cửa cửa mở đấy cứ vào và chua chát mỉm cười đọc cái mẫu giấy người ta đưa tới những chữ trong giấy anh đã biết trước nói những gì anh khôi anh nhớ cho bài của anh phải viết xong ngay sáng hôm nay vì đăng ở khuôn đầu dưới là tên ký của ông chủ bút nhà báo. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn Cô Thơ và A Thông, truyện được rút từ tập truyện Gió Trăng Ngàn của nhà văn nhà thơ Thế Lữ. Không biết là sau khi nghe xong hai truyện ngắn vừa rồi thì quý vị cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nhé. Đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.